Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với kênh Tin Mới. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những giây phút tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm dưới phần bình luận. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Các bạn thân mến, trong các loại vũ khí hiện đại phục vụ cho các xung đột hoặc khi chiến tranh xảy ra, chúng ta có thể kể ra rất nhiều loại vũ khí hiện đại. Tuy nhiên, dù áp dụng lối đánh nào, pháo tự hành với sự cơ động và dễ phổ biến cách sử dụng đã và đang là một dòng vũ khí không thể thiếu. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng tên kênh tìm hiểu xem pháo tự hành là gì và tại sao Việt Nam có thể chế tạo ra một loại pháo tự hành mới khiến cho cả thế giới nể phục đến như vậy nhé. Pháo tự hành là một giải pháp hiệu quả mang lại sự cơ động cho pháo binh. Khái niệm này còn bao hàm cả các loại lựu pháo và pháo phản lực. Pháo tự hành có tính cơ động cao nhờ vào việc sử dụng hệ thống khung gầm bánh xích và khung gầm bánh lốp. Loại pháo này được sử dụng để hỗ trợ hỏa lực tầm xa trên chiến trường. So với nhiều loại vũ khí khác, pháo tự hành có rất nhiều ưu điểm mà từ trước đến nay quân đội nhiều nước luôn muốn sở hữu chúng trong quân đội của mình. Thứ nhất, bởi pháo tự hành có độ linh hoạt cao, đạt được tầm bắn xa, thay vào đó là hỏa lực rất mạnh. Thứ hai, pháo tự hành có thể được lắp đặt dễ dàng, ít tốn chi phí và đặc biệt có độ sát thương cao. Chính những tính năng này đã làm cho pháo tự hành trở thành một trong những loại vũ khí mà bất cứ quân đội nào thời hiện đại cũng muốn được sở hữu. Nắm bắt được sự cơ động và hiệu quả cao của pháo tự hành, Việt Nam với đội ngũ nhà máy Z751 đã nghiên cứu và chế tạo một loại pháo mới mang tên VTH85D44VN18. VTH85D44VN18 là tên của một trong những khẩu pháo tự hành mới nhất cho nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam phát triển thành công. Trên cơ sở kết hợp ưu điểm của hai dòng vũ khí từ Liên Xô gộp chung vào một, đây là một ví dụ về sự kết hợp tuyệt vời. Việc sử dụng hợp lý các loại vũ khí có sẵn trong kho vũ khí của quân đội Việt Nam để đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại. Vấn đề nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, tích hợp một tổ đội pháo mặt đất trên xe cơ động được nhiều nước có nền công nghiệp quốc phòng đầu tư nghiên cứu từ lâu. Đây được xem như là một xu hướng hướng tất yếu nhằm nâng cao sức mạnh pháo binh của các nước, chống lại các cuộc tấn công bằng vũ khí công nghệ cao. Thế nên có thể nói, pháo tự hành là một phần xu hướng toàn cầu. Gần đây, nhiều quốc gia rất chú trọng việc phát triển những hệ thống pháo tự hành bánh lốp và Việt Nam ta cũng không nằm ngoài xu hướng phát triển đó. Không những vậy, Việt Nam ta còn tối ưu hơn khi sử dụng các mẫu thiết bị và vũ khí đã có sẵn nhằm tiết kiệm được nguồn chi phí mà vẫn cho hiệu quả tối ưu. Mới đây, trên báo Quân đội Nhân dân đã đăng tải một phóng sự, trong đó có sự xuất hiện công khai lần đầu của tổ hợp pháo tự hành bánh lốp cái tên gọi VTH85VN18 được nhà máy Z751 nghiên cứu tích hợp. Tổ hợp pháo tự hành VTH85VN18 hay pháo tự hành 85mm Việt Nam năm 2018 là tên gọi chính thức của loại pháo tự hành bánh lốp mới này. Hệ thống sử dụng khung gầm xe tải Việt giã 04.320.666 và tích hợp một pháo chống tăng D44 cỡ nòng 85mm. Có thể thấy thùng hàng của 0375D đã được thay thế bằng sàn công tác lắp bệ pháo D44 80mm, cùng một cabin nhỏ phía trước có thể là nơi chứa đạn dược. Tổ hợp này có trọng lượng là 14.150kg, với khả năng vượt dốc đứng khoảng 50 độ, có thể lội nước sâu 0.7m, thời gian chuyển trạng thái từ hành quân sang chiến đấu là 5 phút. Đồng thời, tổ hợp này còn được sử dụng một hệ thống thủy lực với hai chân chống. Điều này giúp cho pháo ổn định rất tốt khi bắn. Pháo D44 85mm là vũ khí chính của tổ hợp, hiện đang có trong biên chế pháo binh quân đội ta. Chúng vốn là pháo giã chiến cấp sư đoàn, được nước bạn Liên Xô sản xuất vào thập niên 40 của thế kỷ trước và hiện vẫn còn một số quân đội sử dụng cho đến ngày nay. Loại pháo này cũng đã lập rất nhiều chiến công hiển hách trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, với thành tích bắn cháy nhiều tàu chiến của địch. 1.72 tấn chính là trọng lượng của pháo D44, kíp chiến đấu 6-8 người, với tốc độ bắn cực cao, có thể đạt 20 phát trong vòng 1 phút, tầm bắn tối đa là hơn 15.000m và tầm bắn thấp nhất là hơn 1.000m. Việc sử dụng đạn pháo nổ Hertz loại Bách Khoa 2m trong tầm bắn 1.500km giúp loại pháo này vẫn có thể xuyên phá 300mm thép siêu tốc, đầu nòng của pháo đạt 1.030m/giây. Trước đó, Việt Nam cũng đã từng thích hợp thành công loại pháo D44 85mm lên xe thiết giáp bánh xích M548 chiến lợi phẩm của Mỹ. Pháo D44 được sử dụng để tiêu diệt tất cả các mục tiêu từ xe bọc thép, công sự, bộ binh cho đến phòng thủ bờ biển, với tầm bắn tối đa hơn 15km. D44 dù được đánh giá là có uy lực và sức công phá lớn, nhưng khả năng cơ động lại kém, dễ bị vô hiệu hóa trong môi trường chiến tranh hiện đại. Việc tự hành hóa pháo D44 lên xe tải giúp tính cơ động được đảm bảo ngụy trang, rút ngắn thời gian triển khai và thu hồi pháo, làm tăng khả năng sống sót của trang bị, đồng thời còn duy trì và nâng cao tính năng kỹ chiến thuật cùng hiệu suất chiến đấu so với loại chiếc xe kéo nguyên thủy. Tích hợp pháo D44 từ xe bánh xích sang xe bánh lốp nhằm nâng cao hơn nữa tính cơ động và khả năng việt dã.
dễ triển khai, dễ bảo trì, bảo dưỡng của tổ hợp rõ ràng. Thời gian gần đây, Việt Nam đã tích cực nghiên cứu, tích hợp các loại pháo mặt đất lên xe tải nhằm nâng cao tính cơ động và hiệu quả của chúng. Đây là một điều vô cùng đáng mừng, một bước tiến đáng kể của nền công nghiệp quốc phòng nước nhà. Trong cuộc phỏng vấn của chuyên gia Nga về các hệ thống pháo binh lưu ý rằng, cỡ nòng 85mm chiếm vị trí vàng giữa các khẩu pháo tự động như 30-57mm và 100mm trên một vài phương tiện chiến đấu, chẳng hạn như MNP3 của Nga. Câu hỏi được đặt ra là, liệu pháo binh Việt Nam sẽ sử dụng loại đạn nào là chủ yếu cho pháo tự hành PTH-85VN18? Liệu rằng pháo tự hành mới có thể được trang bị một hệ thống ngắm và hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại nhất không? Pháo D-44 có tốc độ bắn khá tốt, đạt 15 phát trên 1 phút, thế nên các chuyên gia cũng đã phát triển nhiều loại đạn cho nó như đạn phá mảnh, đạn xuyên giáp, đạn dưới cỡ nòng và đạn tự hành. Cũng theo chuyên gia này, hiệu quả của việc sử dụng pháo tự hành Việt Nam chống lại các thiết bị quân sự hiện đại phụ thuộc phần lớn vào các loại đạn và trình độ của bộ đội pháo binh. Để có thể chống lại các loại xe tăng chủ lực được trang bị giáp phản ứng nổ, khẩu pháo này phải bắn thẳng vào sườn xe, bằng cách này mới có thể tiêu diệt được những chiếc xe tăng. Ngoài ra, chuyên gia Nga cũng lưu ý thêm, mặt khác, pháo tự hành của Việt Nam sẽ hoạt động rất hiệu quả trong việc chống lại các phương tiện bọc thép hạng nhẹ, xe chở quân bọc thép và xe chiến đấu bộ binh, súng cối cùng nhiều hệ thống pháo bắn loạt tên lửa dẫn đường chống tăng, hệ thống phòng không. Đối với Việt Nam, một quốc gia biển, nhiệm vụ quan trọng là đảm bảo phòng thủ bờ biển cùng các vùng biển lân cận. Chuyên gia Nga đánh giá, cơ cấu pháo tự hành bao gồm một khẩu pháo D-44 đặt trên khung gầm xe tải sẽ hữu ích để giải quyết nhiệm vụ này. Hiện nay có nhiều hệ thống pháo binh phòng thủ bờ biển trên khung gầm xe, ví dụ như tổ hợp pháo bờ biển di động 130mm của Nga. Thế nhưng nếu có kính ngắm hiện đại thì ngay cả khẩu pháo 80mm cũng có thể chống lại các tàu bọc thép, tàu đổ bộ của đối phương. Thêm nữa, chống lại con tàu ở cách xa bờ biển, tầm bắn tối đa của D-44 lên tới 15km. Ngoài ra, pháo tự hành còn có thể sử dụng để chống lại các phương tiện bọc thép đang lên bờ, xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu bộ binh và chống lại lính đổ bộ từ phía đối phương. Tính đến tất cả những điều chia sẻ trên, chuyên gia Nga đã đưa ra kết luận, pháo tự hành PTH-85VN18 là hệ thống vũ khí sẽ cực kỳ hiệu quả trong hành động quân sự và thật ngạc nhiên khi Việt Nam chế tạo thành công loại pháo này. Đây sẽ là một vũ khí nguy hiểm trên chiến trường, sẽ khiến đối phương gặp nhiều tổn thất. Trong khi Việt Nam nghiên cứu, chế tạo thành công PTH-85VN18 thì Trung Quốc, đối thủ nguy hiểm của Việt Nam vẫn chỉ loanh quanh với thành công của pháo tự hành SH-3. Đáng kể pháo tự hành SH-3 thành công nhất của Trung Quốc cũng chỉ là hàng nhái, khi có rất nhiều chi tiết được sao chép lại từ khẩu pháo D-30 của anh bạn Liên Xô trước đây, đặc biệt là chi tiết nòng pháo. Từ cuối những năm 2000, pháo tự hành SH-3 đã được sản xuất hàng loạt, chúng kế thừa những gì tinh túy nhất từ phiên bản trước đó của Trung Quốc. Mẫu tai 89 cỡ nòng 122mm, pháo có trọng lượng 24,5 tấn, dài 6,6 m, rộng 3,23 m và cao 2,5 m. Khẩu lựu pháo này sử dụng cỡ nòng 122mm và được trang bị một khẩu súng máy 12,7 ly trên nóc xe. Thực chất, khẩu pháo lựu VDZ-322 có rất nhiều chi tiết được sao chép lại từ cậu pháo D-30 của Liên Xô trước đây, đặc biệt là chi tiết nòng pháo. Nòng pháo của nó có khả năng bắn với tốc độ tối đa khoảng 6-8 viên mỗi phút. Tầm bắn tối đa của khẩu pháo cỡ nòng 122mm này đạt khoảng 27 km và có thể lên tới 35 km nếu sử dụng đạn tăng. Tầm điểm đặc biệt nhất của khẩu pháo này đó là nòng pháo có khả năng xoay 360 độ và góc hạ nòng từ âm 3 độ cho tới 70 độ. Xe có sức chứa tối đa 40 viên đạn pháo, kèm theo đó là khả năng di chuyển trên quãng đường 50 km. Tốc độ tối đa xe có thể đạt lên tới 65 km/h trên đường hỗn hợp. Sử dụng động cơ 590 mã lực, xe có thể cung cấp lực kéo 24 sức người mỗi tấn. Xe được trang bị hệ thống ngắm bắn điện tử, cho phép bắn vào khoảng cách xa tới 27 km và viên đạn chỉ lệch mục tiêu tối đa 5 m. Điểm yếu nhất của xe này đó là khi muốn lội nước thì sẽ phải sử dụng các thiết bị lội nước chuyên dụng. Pháo tự hành thành công nhất Trung Quốc là SH-3 đã vậy, toàn là đồ copy, các thông số từ tốc độ di chuyển, chiều dài tối đa bắn được kém hơn, cỡ đạn bé hơn, tính sát thương thấp hơn PTH-85VN18 của Việt Nam, khiến cho Trung Quốc đứng ngồi không yên khi nghe Việt Nam tuyên bố đã sản xuất và thử nghiệm thành công loại pháo tự hành mới. Đây rõ ràng là một thành tựu mà Trung Quốc sẽ phải lo sợ khi Việt Nam Nam đã đạt được kết quả tốt trong nghiên cứu và tự sản xuất vũ khí. Rồi đây, trong cán cân về quân sự, Trung Quốc còn phải làm rất nhiều nếu muốn đưa những yêu sách phi lý mộng đế vương đối với Việt Nam nói riêng, lẫn thế giới nói chung, đối với Việt Nam nói riêng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tin mới của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!
Tính đến 14 giờ chiều theo giờ địa phương, tâm bão Ta Lim chỉ còn cách thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc 190 km, dự kiến sẽ đổ bộ vào tối ngày 18 tháng 8. Chính quyền phải hủy các chuyến bay, tạm dừng tàu cao tốc và yêu cầu người dân ở nhà. Cục khí tượng Trung Quốc cho biết cơn bão dự kiến tăng cường độ và đạt mức nghiêm trọng khi đổ bộ vào tối ngày 18 tháng 8 dọc theo bờ biển phía nam giữa các tỉnh Quảng Đông và Hải Nam. Mức nghiêm trọng theo thang bão của Trung Quốc là sức gió mạnh trên 41,5 m/s, khoảng 149,4 km/h, tức trên cấp 13 theo thang bão Beaufort. Tính đến 14 giờ chiều, Trung tâm khí tượng Trung Quốc cho biết Ta Lim nằm cách thành phố Trạm Giang của tỉnh Quảng Đông khoảng 190 km về phía đông nam. Gió giật gần tâm bão đạt tối đa 38 m/s, khoảng 137 km/h. Nhà chức trách ở Quảng Đông và Hải Nam được yêu cầu chuẩn bị ứng phó với bão, trong khi thị trường chứng khoán ở Hồng Kông, Trung Quốc tạm dừng giao dịch trong ngày. Các phiên tòa cũng bị hoãn. Trung tâm khí tượng Trung Quốc dự báo gió giật mạnh ở vùng biển gần các tỉnh Quảng Đông và Hải Nam. Sóng có thể cao từ 6 đến 9 mét ở phía Bắc Biển Đông. Mưa đặc biệt lớn lên tới 250 đến 280 mm dự kiến dội xuống bờ biển phía Tây Nam Quảng Tây và phía Bắc Hải Nam. Một số thành phố phía Đông Nam tỉnh Phúc Kiến và phía Đông Nam tỉnh Giang Tô cũng hứng mưa 200 đến 300 mm, hiện nhiều nơi đã ngập sâu. Ngược lại, thị trấn San Bao ở vùng trũng Tupan của Tân Cương phía Bắc Trung Quốc lại hứng chịu nhiệt độ kỷ lục 52,2 độ C. Dự kiến cái nóng chết người sẽ kéo dài ít nhất 5 ngày tới. Nhiệt độ cao kéo dài ở Trung Quốc thách thức lưới điện và mùa màng đang gây lo ngại về một đợt hạn hán mới tương đương đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 60 năm qua. Mới nửa năm trước, thành phố Mạc Hà ở đông bắc tỉnh Hắc Long Giang phải chịu một trạng thái đối lập khác ở nhiệt độ âm sâu 53 độ C, phá vỡ mức thấp nhất mọi thời đại trước đó và âm 52,3 độ C vào năm 1969. Trung Quốc hứng chịu cơn bão nhiệt đới đầu tiên trong năm khi cơn bão Ta Lim đổ bộ. Do ảnh hưởng của cơn bão, hàng chục chuyến bay và chuyến tàu đã bị hủy bỏ. Bão Ta Lim đổ bộ vào thành phố Trạm Giang của tỉnh Quảng Đông lúc 22 giờ 20 phút theo giờ địa phương. Với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão có thể đạt tới 136,8 km/h. Theo hãng tin Reuters, bão Ta Lim được dự báo là một cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng khi sức gió mạnh hơn 150 km/h, rất hiếm khi xảy ra đối với một cơn bão vào đầu mùa mưa. Bão Ta Lim đổ bộ vào thành phố Trạm Giang của tỉnh Quảng Đông lúc 22 giờ 20 phút, nước ngập sâu ở Trạm Giang. Gần 230.000 người ở tỉnh Quảng Đông đã được sơ tán đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ. Trong đó, hơn 8.000 công nhân nuôi cá đã được đưa vào bờ, theo Tân Hoa xã. Chính quyền địa phương cũng ra lệnh đóng cửa hàng chục điểm du lịch ven biển, yêu cầu người dân ở yên trong nhà, đóng cửa mọi hoạt động kinh doanh và trường học. Ngoài ra, chính quyền Trung Quốc cũng đưa ra các cảnh báo lũ lụt. Cục khí tượng Trung Quốc đã phát cảnh báo đỏ về lũ quét ở một số vùng do bão Ta Lim. Trong số này có khu vực phía Nam Quảng Tây, một trong những nơi nằm trên đường đi của bão. Đây là cảnh báo đỏ đầu tiên trong năm 2023. Trong khi đó, giới chức các tỉnh Quảng Đông, Hải Nam và Quảng Tây đã gấp rút chuẩn bị đối phó với bão. Các nhà chức trách ở Hải Nam đã yêu cầu các tàu ở vùng biển gần đó quay trở lại cảng và dịch vụ phà giữa Hải Nam, Quảng Đông đã bị đình chỉ. Đường sắt cao tốc và các chuyến tàu ngoại ô ở Hải Nam cũng bị tạm dừng. Các tuyến đường kết nối với hòn đảo du lịch này đóng cửa. Truyền thông Trung Quốc đưa tin sân bay Chu Hải ở Quảng Đông đã hủy 43 chuyến bay đến và 36 chuyến bay đi. Các sân bay khác ở Hải Khẩu và Quỳnh Hải cũng hủy tất cả các chuyến bay đến và đi. Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, lượng mưa tại một số thành phố ở phía đông nam tỉnh Phúc Kiến và phía đông tỉnh Giang Tô lên tới 200-300 mm chỉ trong vòng 3 giờ đầu. Chính quyền tỉnh Phúc Kiến ban bố tình trạng khẩn cấp về mưa bão. Mưa và dông được dự đoán sẽ kéo dài từ cuối tuần ở hầu hết các quận và thành phố. Ngay cả trước khi bão Ta Lim đổ bộ, hành khách trên một chiếc xe buýt công cộng ở Giang Tô đã lội qua nước ngập đến đầu gối để lên xe. Một người dùng mạng xã hội cho biết ở một số nơi đã ngập sâu cả mét. Tại đặc khu Hồng Kông, Trung Quốc, sàn giao dịch chứng khoán của thành phố đã ngừng hoạt động vì bão. Tất cả các phiên tòa xét xử trong thành phố cũng bị hoãn lại. Cơ quan quản lý sân bay Hồng Kông cho biết hơn 1.000 hành khách bị ảnh hưởng do chuyến bay bị hủy hoặc hoãn lại. Theo dự báo, bão Ta Lim di chuyển về phía Tây Bắc và vào khu vực Quảng Tây, duy trì tốc độ 20 km/h. Bão Ta Lim có thể giảm tốc độ suy yếu và tan dần.
Cục Khí tượng Trung Quốc dự báo gió giật mạnh ở các vùng biển gần các tỉnh thành phía Nam, mưa lớn từ 250 đến 280mm trên bờ biển phía Tây Nam của Quảng Tây và phía Bắc đảo Hải Nam, những đợt sóng dữ dội cao 6-9m dự báo tấn công các khu vực phía Bắc của Biển Đông. Tân Hoa Xã dẫn cảnh báo của trạm dự báo biển đảo Hải Nam về những cơn sóng cao tới 6m ở phía nam hòn đảo này. Thưa quý vị, lũ lụt thảm khốc trên sông Dương Tử đang tới, có ít nhất 22 người thiệt mạng và khoảng 20 người mất tích sau khi một trận bão lớn đổ bộ vào Trung Quốc cuối tuần qua, trong khi nhiều khu vực bị tàn phá nặng nề bởi mưa lớn và lũ quét. Khoảng 210.000 người ở 8 tỉnh và khu vực miền Nam là Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Quý Châu, Giang Tây, Vân Nam, Chiết Giang và An Huy phải sơ tán. Theo Bộ các vấn đề dân sự Trung Quốc, mùa màng bị hư hại và hàng chục ngôi nhà bị sập. Ước tính thiệt hại kinh tế là 7,34 tỷ nhân dân tệ. Tại thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc, mưa lớn khiến các con sông vỡ bờ, 5 trường hợp tử vong được ghi nhận ở khu vực này. Trung tâm Cứu trợ Hạn hán và Kiểm soát lũ lụt Trùng Khánh cho biết 1.197 người đã được sơ tán và 66 ngôi nhà bị phá hủy. Tại tỉnh láng giềng Tứ Xuyên, 4 người chết sau khi mưa lớn và lở đất khiến những ngôi nhà của các nạn nhân đổ sập. Vĩnh Ninh, một nhánh sông Dương Tử trải qua đợt lũ lụt khủng khiếp nhất trong vòng 80 năm trở lại đây. Mực nước nhánh sông này tăng 1,43 m so với mức an toàn. Tại tỉnh Quý Châu, lực lượng cứu hộ đang cố gắng giải cứu 8 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất, vốn bị ngập sau cơn mưa xối xả. Trong khi đó, tỉnh Hồ Nam ở phía Nam Trung Quốc ước tính thiệt hại khoảng 73 triệu nhân dân tệ, tương đương 11 triệu đô la Mỹ. Cách đây hơn 2 tháng, Tổng thư ký Ủy ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Quốc gia kiêm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước ông Lưu Ninh cho biết rất có thể sông Dương Tử sẽ ngập lụt nặng ở vùng Trung Lưu và Hạ Lưu trong năm nay. Tân Hoa Xã dẫn lời quan chức này cảnh báo mùa lũ đã bắt đầu sớm hơn so với mọi năm. Cũng theo ông Lưu, Trung Quốc nhiều khả năng phải đối mặt với hiện tượng thời tiết cực đoan do hiệu ứng El Nino xảy ra. Dự kiến từ tháng 6 đến tháng 8, toàn bộ sông Dương Tử có lượng mưa tăng thêm 50%. Riêng khu vực Trung Lưu tăng 50-80%. Mưa lớn và dông bão đang tàn phá khắp Trung Quốc, khiến hàng chục người thiệt mạng và gây thiệt hại kinh tế ước tính 25,9 tỷ nhân dân tệ, khoảng 3,87 tỷ đô la Mỹ. Truyền hình nhà nước Trung Quốc cho biết 241 con sông ở 24 tỉnh của nước này đã tràn bờ, gây ngập lụt trong vài ngày qua. Cơ quan dự báo khí tượng cảnh báo mưa sẽ rơi nhiều hơn trên cả nước vào cuối tuần, trong khi lũ lụt và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên. Mưa lớn và lũ lụt thường xảy ra ở Trung Quốc hàng năm, khiến hàng trăm người tử vong. Năm nay đã có một tỉnh thông báo cái chết của 15 người và 3 người khác bị thương. Tỉnh Cam Túc ghi nhận 12 người chết, 4 người mất tích và hơn 1 triệu người bị ảnh hưởng. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, lượng mưa có thể vượt quá 80mm một giờ ở một số khu vực, đồng thời cảnh báo lũ lụt ở phía Đông Bắc và kêu gọi chính quyền tạm ngừng các hoạt động ngoài trời, cũng như theo dõi các tòa nhà có nguy cơ bị sập. Trong khi đó, mực nước sông Dương Tử chạy từ Vân Nam đến Giang Tô và Thượng Hải trên bờ biển phía đông Trung Quốc đã dâng cao, gây ngập lụt ở nhiều nhánh và đổ lượng nước khổng lồ vào hồ chứa Tam Hiệp. Hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin hơn 10 con đường cao tốc ở Tứ Xuyên hiện không thể tiếp cận do lũ lụt. Một cây cầu bắc qua sông Min, một nhánh sông Dương Tử cũng bị sập. Lũ lụt ở tỉnh Tứ Xuyên đã gây thiệt hại khoảng 2,4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 360 triệu đô la Mỹ, theo cơ quan quản lý khẩn cấp. Lực lượng cứu hộ đã được triển khai đến tỉnh Tứ Xuyên và tỉnh Cam Túc lân cận. Thành phố Trùng Khánh gần đó đã sơ tán hơn 80.000 cư dân. Mưa lớn cũng khiến sông Hoàng Hà chảy qua miền Bắc Trung Quốc tràn bờ, làm gián đoạn một phần của tuyến đường sắt ở tỉnh Thiểm Tây. Khu vực Nội Mông bình thường vốn khô cằn, nay phải ban hành cảnh báo lũ lụt. Thưa quý vị, hơn 120 người báo cáo trước đó là 135 người có thể đã bị chôn vùi trong một trận lở đất nghiêm trọng ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Nhân dân Nhật báo cho hay khoảng 40 ngôi nhà bị phá hủy ở làng Simo, huyện Mao Tây An sau khi một bên sườn núi đổ sập xuống lúc 6 giờ sáng theo giờ địa phương. 500 nhân viên cứu hộ đã có mặt và cố gắng xác định vị trí của những người mất tích. Hình ảnh của nhân dân Nhật báo cho thấy hàng chục máy xúc được huy động. Giới chức Tứ Xuyên cho biết vụ sạt lở từ ngọn núi cao 3.000m tạo ra đống đất đá dài 2km, rộng 400m, dày 50m. Lở đất cũng làm tắc nghẽn một đoạn sông dài 2km, theo Tân Hoa Xã. Cảnh sát đã cấm đi lại trên một số tuyến đường trong huyện để tạo điều kiện cho lực lượng cấp cứu di chuyển. Theo báo giới địa phương, một cặp vợ chồng và đứa con nhỏ hơn 1 tháng tuổi đã may mắn thoát nạn. Người chồng kể vợ chồng ông tỉnh giấc do con khóc vào khoảng 5 giờ sáng nên kịp chạy ra khỏi nhà. Tuy nhiên, họ vẫn bị chôn vùi và được đội cứu hộ cứu ra sau đó. Cả 3 người được đưa tới bệnh viện và sức khỏe đã ổn định. Cảnh sát địa phương cho hay lở đất là do mưa lớn nhiều ngày qua trong khu vực này thiếu vắng cây cối.
cả hàng tấn đá rơi xuống. Cảnh sát trưởng Trần Thiết Bắc nói, khu vực trên thường xảy ra động đất bao gồm một trận vào năm 1933, khiến nhiều phần của thị trấn Desi bị vùi dưới cái hồ bên cạnh. Năm 2008, trận động đất 8 độ Richter ở huyện Vấn Xuyên, tỉnh Từ Xuyên làm gần 70.000 người thiệt mạng. Trong khu vực này còn có nhiều đập nước bao gồm hai nhà máy thủy điện ở thị trấn Desi gần ngôi làng vừa bị chôn vùi. Thị trấn cổ Phượng Hoàng nổi tiếng ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã bị nhấn chìm trong dòng nước lũ vào sáng Chủ nhật sau cơn mưa nặng hạt kéo dài khiến 50.000 người dân và khách du lịch phải sơ tán. Những cơn mưa lớn kéo dài làm cho mực nước sông Đà gần đó dâng cao hơn 1 mét so với thường lệ, gây ra tình trạng lũ lụt nghiêm trọng và mất điện trên diện rộng. Hơn 50.000 cư dân và khách du lịch được sơ tán ra khỏi thị trấn và các vùng lân cận. Một số danh lam thắng cảnh bị đóng cửa. Không chỉ riêng Phượng Hoàng, các quận khác ở tỉnh Hồ Nam cũng bị ảnh hưởng. Giới chuyên gia Trung Quốc dự đoán mưa bão có thể kéo dài qua ngày Chủ nhật. Không có trường hợp thương vong nào được báo cáo. Thị trấn cổ Phượng Hoàng náu mình bên bờ sông Đà Giang cùng những ngọn núi đẹp như tranh vẽ ở tỉnh Hà Nam. Nơi đây còn lưu giữ những kiến trúc tuyệt đẹp từ triều đại nhà Thanh và nhà Minh có niên đại hàng trăm năm. Mỗi ngày Phượng Hoàng thu hút hơn 30.000 du khách tới thăm. Thị trấn 300 năm tuổi này được xem xét để trở thành di sản thế giới của UNESCO. Trong bối cảnh không có thuyền cứu hộ, cảnh sát Trung Quốc đã dùng phao rùa giải cứu 13 nạn nhân bị kẹt trong lũ, SCNP đưa tin hôm thứ Sáu. Sau những trận mưa lớn, 13 cư dân tại một khu vực thuộc thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc bị mắc kẹt trong nhà. Trong bối cảnh nước lũ tăng nhanh và không có thuyền cứu hộ, cảnh sát đã nhanh trí dùng phao rùa để cứu các nạn nhân. Đó là trường hợp khẩn cấp, không có thuyền cứu hộ nên chúng tôi phải tìm cách khác, cảnh sát cho biết. Được biết, số phao rùa kể trên được cảnh sát tìm thấy trong một cửa hàng đồ chơi địa phương. Tất cả các nạn nhân bị mắc kẹt, trong đó có nhiều người già và trẻ em, đã được sơ tán an toàn. Vụ việc cảnh sát dùng phao rùa sơ tán nạn nhân mắc kẹt trong trận lũ đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng Trung Quốc. Nhiều người sử dụng mạng đã ca ngợi sự nhanh trí của cảnh sát. Giữa lúc cấp bách và không có thuyền cứu hộ, cảnh sát dùng phao rùa cứu các nạn nhân mắc kẹt trong lũ. Bộ Nội vụ Trung Quốc cho biết ít nhất 56 người thiệt mạng và 22 người mất tích giữa lúc mưa lớn tiếp tục trút xuống miền Nam Trung Quốc, gây lụt lội, mất điện và ảnh hưởng giao thông. Những trận mưa lớn với lượng mưa đo được khoảng 48,6cm đã trút xuống nhiều thành phố kể từ hôm Chủ nhật. Hơn 11 triệu người ở 11 tỉnh miền Nam Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, sạt lở đất và mưa đá. Các con sông vỡ bờ tràn ngập các khu vực xung quanh. Bộ Nội vụ Trung Quốc cho biết mực nước của các con sông và hồ lớn ở phía nam tỉnh Hồ Nam đang ở mức báo động. Rất nhiều người đã được sơ tán vì vỡ đê. Hàng chục chuyến bay tại các sân bay của các thành phố lớn trong khu vực như Thành Đô, Quảng Châu và Thâm Quyến đã bị hủy và hoãn, khiến hàng trăm ngàn hành khách bị mắc kẹt. Trong khi đó, giao thông đường sắt cũng bị đình hoãn và nhiều tuyến đường trong khu vực bị đóng lại. Trung tâm Khí tượng Quốc gia cảnh báo miền Nam Trung Quốc trong tuần này hứng chịu đợt mưa lớn hơn. Quý vị thân mến, theo trang Daily Mail, hôm thứ Bảy đưa tin, mưa lớn đã tàn phá khu vực Quảng Tây, Trung Quốc. Có nhiều nơi, lượng mưa trung bình lên đến 100mm, gây lũ lụt và sạt lở. Đoạn video quay lại cảnh tượng kinh hoàng của các tòa nhà đổ sập trước sự chứng kiến của nhiều người dân. Sau trận mưa lở đất ở làng Vệ Gia Câu, thị trấn Bách Sắc hôm thứ Sáu, trong số này có một tòa nhà cao 6 tầng và một tòa nhà nằm cạnh trường mẫu giáo. Một người dân thốt lên thật kinh khủng được nghe thấy trong đoạn video. Khi một trong những tòa nhà đổ sập trước mắt người này, trận lở bùn cũng nuốt chửng nhiều phương tiện và nhà cửa. Theo truyền thông Trung Quốc, không có thương vong được ghi nhận ở huyện Điền Lâm. Tuy nhiên, tại huyện Lăng Vân cách đó 120km, thời tiết cực đoan dẫn đến sạt lở chôn vùi cả gia đình 6 người sáng thứ Sáu theo giờ địa phương. Thi thể 6 nạn nhân đã được tìm thấy. Đến 15 giờ theo giờ địa phương hôm thứ Sáu vừa qua, hơn 20 nhà dân sụp đổ trong khu vực và 2-3 ngôi nhà khác ngập nặng trong bùn và đống đổ nát. Khoảng 379 người được sơ tán đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương đang khôi phục các con đường bị hư hại, cũng như dọn dẹp cây ngã đổ. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, mưa lớn ở Quảng Tây kéo dài từ một tuần qua làm ảnh hưởng cuộc sống của ít nhất 124.000 người và buộc gần 2.000 người sơ tán. Khoảng 5.630 ha cây trồng bị tàn phá và khoảng 1.000 ngôi nhà bị hư hại. 6 nhà cao tầng đã đổ sập sau khi mưa lớn trút xuống huyện Thiên Lâm, tỉnh Quảng Tây, phía Nam Trung Quốc. Vụ sạt lở đất xảy ra vào lúc rạng sáng ngày 18 tháng 8 tại một công trường xây dựng dự án thủy điện thuộc huyện Thái Ninh, Tam Minh, Phúc Kiến, Trung Quốc đã khiến 35 công nhân bị chôn vùi. Đá và bùn đã chôn vùi một tòa nhà văn phòng và khu vực nhà tạm, nơi các công nhân sinh sống. Họ đang ngủ nên không trở tay kịp. Theo thống kê tạm thời, 35 người đang bị chôn vùi dưới đống bùn, đá. Một quan chức địa phương cho biết nguyên nhân vụ lở đất chưa được xác định, nhưng khu vực này hứng chịu lượng mưa lớn suốt mấy ngày qua.
lực lượng cứu hỏa, cảnh sát đang ráo riết dọn dẹp đống đất, đá để tìm kiếm những người bị vùi lấp. Hơn 1.000 nhân viên của 3 máy xúc lớn đã khẩn trương dọn dẹp các tuyến đường sắt bị bùn, đá sạt lở che lấp. Mưa nặng hạt đã ảnh hưởng tới vùng Nam Trung Quốc từ giữa tuần, gây lũ lụt và lở đất. Theo Tân Hoa Xã ngày hôm qua, mưa lũ đã khiến hơn 1.000 người ở Quảng Tây phải di cư, sạt lở đường làm một người chết, một người mất tích. Hơn 30 chuyến xe lửa phải hoãn hoặc hủy trước tình trạng khẩn cấp. Hai ngày nay, mưa tiếp tục đổ bộ xuống Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Quý Châu, Hồ Nam, Chiết Giang, Giang Tây và Phúc Kiến. Lực lượng tìm kiếm làm việc xuyên đêm trong đống đổ nát sau vụ lở đất kinh hoàng chôn vùi cả một ngôi làng trong đất đá ở miền Tây Nam Trung Quốc. Đến trưa qua, 15 thi thể đã được tìm thấy nhưng hơn 100 người vẫn mất tích. Khoảng 3.000 nhân viên cứu hộ cùng các thiết bị dò tìm và chó nghiệp vụ để tìm kiếm các dấu hiệu sống sót trong khu vực xảy ra lở đất ở tỉnh Tứ Xuyên. Trung Quốc vốn từng là nơi có 62 ngôi nhà và một khách sạn, Tân Hoa Xã cho biết. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc cho tới khi không còn cơ hội nào nữa. Tân Hoa Xã dẫn lời một nhân viên cứu hộ cho biết. Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên cùng ngày đã công bố tên tuổi của 118 người mất tích. Hiện chưa rõ thi thể của 15 người được tìm thấy đã được xác định danh tính hay chưa. Thân nhân của những nạn nhân lở đất đang mòn mỏi chờ đợi tin tức về số phận của người thân. Một phụ nữ ở ngôi làng gần hiện trường nói với hãng thông tấn AP rằng bà không có bất cứ thông tin nào về những người họ hàng ở Sinmo, ngôi làng bên núi bị chôn vùi vì lở đất. Tất cả những thông tin người phụ nữ này nhận được là có một số thi thể đã được tìm thấy. Ông Từ Chí Văn, Phó Thống đốc khu dân tộc Tạ và Khương A Bá, khu vực xảy ra lở đất cho biết toàn bộ 142 du khách tham quan khu vực ở Sinmo đều được tìm thấy trong tình trạng an toàn. Đài CCTV dẫn lời một quan chức dẫn đầu lực lượng tìm kiếm có tên Vương Vĩnh Ba cho biết đây là vụ lở đất lớn nhất tấn công khu vực này kể từ vụ động đất tại huyện Văn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên hồi đầu năm 2008 cướp đi sinh mạng của gần 90.000 người. Vụ lở đất lần này đã chôn vùi 1,6 km đường và làm tắc nghẽn một đoạn sông dài 2 km. Chính quyền địa phương cho biết trên website chính thức rằng ước tính 8 triệu mét khối đất đá từ ngọn núi cao 3.000 mét đã đổ xuống do lở đất. Thưa quý vị, kể từ tháng 6, nhiều nơi ở Trung Quốc đã trải qua thời tiết có nhiệt độ cực cao và những ngày có nhiệt độ cao năm nay kéo dài 40 ngày, đồng thời nhiều nơi trong đất liền cũng đang phải đối mặt với mưa lớn. Theo dự kiến của Cục Khí tượng Trung Quốc, trong 1 hoặc 2 tháng tới trên cả nước sẽ có thêm nhiều đợt thời tiết cực đoan, với nhiều thiên tai nghiêm trọng như mưa lớn, lũ lụt, nhiệt độ cao và sóng nhiệt. Bất hạnh không bao giờ đến một mình. Vài ngày trước, có thông tin cho rằng huyện Đào Giang, tỉnh Hồ Nam hứng chịu đợt dịch châu chấu tồi tệ nhất trong 10 năm qua, đều khiến người dân không khỏi đặt câu hỏi, phải chăng thời tiết cực đoan bất thường là lời cảnh báo từ trên trời. Tam sát của Trung Quốc là nhiệt độ cao, mưa lớn và lũ quét. Đài khí tượng Trung ương tiếp tục phát cảnh báo vàng nhiệt độ cao vào lúc 18 giờ ngày thứ Sáu. Dự kiến trong ngày 18 tháng 8, nhiệt độ các địa phương ở Tân Cương, Hoa Bắc, Hoàng Hoài, Giang Hán, Giang Nam và Nam Trung Quốc sẽ vượt qua 35 độ C. Trong số đó, lưu vực Chuga của Tân Cương và lưu vực Nam Tân Cương, phía Tây Hồ Bắc, phía Đông và Nam Giang Tây, Trung và Tây Chiết Giang, hầu hết Phúc Kiến, Trung và Đông Quảng Tây và phía Tây Quảng Tây có nhiệt độ tối đa từ 37 đến 39 độ C. Trung tâm Chiết Giang và trung tâm Phúc Kiến có thể đạt tới 40 độ C hoặc cao hơn. Không chỉ vậy, Đài quan sát khí tượng Trung ương còn tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa rông màu xanh. Dự kiến vào 20 giờ hôm 17 tháng 8 đến 20 giờ ngày 18 tháng 8 sẽ có mưa lớn ở Hắc Long Giang, Cát Lâm, Giang Tô, Chiết Giang, Vân Nam và các nơi khác. Trong đó, phần phía Nam của Hắc Long Giang và phần phía Tây của Cát Lâm cục bộ sẽ có lượng mưa lớn từ 50 đến 90 mm. Một số khu vực nêu trên đi kèm với lượng mưa lớn ngắn ngày. Lượng mưa mỗi giờ tối đa từ 20 đến 50 mm, cục bộ có thể vượt quá 60 mm, xuất hiện hiện tượng thời tiết đối lưu mạnh cục bộ như dông và gió giật mạnh. Ngoài ra, Bộ Tài nguyên nước và Cục Khí tượng Trung Quốc đã cùng đưa ra cảnh báo thiên tai lũ quét màu vàng vào lúc 18 giờ ngày 17 tháng 8. Dự kiến từ 20 giờ ngày 17 tháng 8 đến 20 giờ ngày 18 tháng 8, một số khu vực thuộc trung tâm Cát Lâm, khu vực phía Đông và Nam Hắc Long Giang có thể xảy ra thiên tai lũ lụt với cảnh báo màu xanh lam, trong đó khả năng xảy ra thảm họa lũ lụt ở phía Đông và Nam Hắc Long Giang là tương đối cao với cảnh báo màu vàng. Hồ Nam hứng chịu trận dịch châu chấu tồi tệ nhất trong 10 năm qua, quan chức không dám lơ là. Gần như cùng lúc đó, tin tức về một lượng lớn châu chấu lại xuất hiện ở Hồ Nam và đây là đợt nghiêm trọng nhất trong 10 năm qua. Theo báo cáo của tin tức Bắc Kinh vào ngày 17 tháng 8, một số cư dân huyện Đào Giang, tỉnh Hồ Nam đã báo cáo rằng một số lượng lớn châu chấu đã xuất hiện ở thị trấn và thị trấn địa phương.
Theo một nông dân trong huyện, hàng chục mẫu rừng tre do bà con trồng đã bị một số lượng lớn châu chấu cắn phá và tình trạng lần này bắt đầu từ vài tháng trước. Vấn đề này, nhân viên của Cục Nông nghiệp huyện Đào Giang cho biết, tổng cộng có 36.000 ha đất và rừng cây trong huyện đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong 10 năm qua. Cục Lâm nghiệp tỉnh Hồ Nam cũng đưa ra thông báo rằng, kể từ tháng 7, thời tiết địa phương khô hạn và châu chấu tre bước vào thời kỳ sinh trưởng và tỷ lệ gây hại cao. Tuy nhiên, dư luận tỏ ra nghi ngờ về tuyên bố chính thức. Sau khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát vào năm 2020, hàng trăm tỷ con châu chấu đã tràn vào Trung Quốc. Khi đó, CCTV cũng dẫn lời các chuyên gia cho biết, trong lịch sử Trung Quốc chưa ghi nhận thiệt hại do châu chấu sa mạc gây ra. Nguyên nhân chính là do khó để châu chấu vượt qua những vùng cao lạnh giá, nhưng lần này tình hình lại khác hẳn. Hơn 120 người có thể đã bị chôn vùi trong một trận lở đất nghiêm trọng ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Nhân dân Nhật báo cho hay, khoảng 40 ngôi nhà bị phá hủy ở làng Shinmo, huyện Mao Tây An sau khi một bên sườn núi đổ sập xuống lúc 6 giờ sáng thứ Sáu theo giờ địa phương. 500 nhân viên cứu hộ đã có mặt và cố gắng xác định vị trí của những người mất tích. Hình ảnh của nhân dân Nhật báo cho thấy hàng chục máy xúc được huy động. Giới chức Tứ Xuyên cho biết vụ sạt lở từ ngọn núi cao 3.000m tạo ra đống đất đá dài 2km, rộng 400m, dày 50m. Lở đất cũng đã làm tắc nghẽn một đoạn sông dài 2km, theo Tân Hoa xã. Cảnh sát đã cấm đi lại trên một số tuyến đường trong huyện đến ngày thứ Bảy để tạo điều kiện cho lực lượng cấp cứu di chuyển. Theo báo giới địa phương, một cặp vợ chồng và đứa con nhỏ hơn một tháng tuổi đã may mắn thoát nạn. Người chồng kể vợ chồng ông tỉnh giấc do con khóc vào khoảng 5 giờ sáng nên kịp chạy ra khỏi nhà. Tuy nhiên, họ vẫn bị chôn vùi và được đội cứu hộ cứu ra sau đó. Cặp ba được đưa tới bệnh viện và sức khỏe đã ổn định. Cảnh sát địa phương cho hay, lở đất là do mưa lớn nhiều ngày qua trong khi khu vực này thiếu vắng cây cối, cả hàng tấn đá đã rơi xuống. Cảnh sát trưởng Trần Thiết Bác nói, khu vực trên thường xảy ra động đất, bao gồm một trận vào năm 1933 khiến nhiều phần của thị trấn Desi bị vùi xuống cái hồ bên cạnh. Năm 2008, trận động đất 8 độ Richter ở huyện Vân Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên làm gần 70.000 người thiệt mạng, trong khi khu vực này còn có nhiều đập nước bao gồm hai nhà máy thủy điện ở thị trấn Desi gần ngôi làng vừa bị chôn vùi. Ngọn núi đã bị suy yếu kể từ sau trận động đất khủng khiếp năm 2008, khiến những trận mưa vừa phải cũng có thể gây lở đất. Hơn 120 người có thể đã bị chôn vùi trong một trận lở đất nghiêm trọng ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc vào lúc 6 giờ sáng ngày thứ Sáu theo giờ địa phương. Nhân dân Nhật báo cho hay hơn 40 ngôi nhà bị phá hủy ở làng Tân Ma, thị trấn Điệp Khê, huyện Mậu sau khi một bên sườn của ngọn núi nằm ở châu tự trị dân tộc Tạ, Khương A Bá gần đó đổ sập xuống. Khi tôi tới Tân Ma, khoảng 6 giờ sáng, cả làng chỉ còn một ngôi nhà, mọi thứ khác đều bị chôn vùi dưới đá và bùn. Ông Lý Nguyên Quân, một quan chức địa phương kể với tờ Tứ Xuyên Nhật báo. Giới chức Tứ Xuyên cho biết vụ sạt lở từ ngọn núi cao 3.000m tạo ra đống đất đá dài 3km, dày 50m. Lở đất cũng làm tắc nghẽn một đoạn sông dài 2km và chôn vùi 1,6 km đường, theo Tân Hoa xã. Ông Vương Vịnh Ba, quan chức cứu hộ địa phương ước tính với Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV rằng khoảng 18 triệu mét khối đất đá trượt xuống từ ngọn núi. Đến cuối ngày thứ Sáu, có tới gần 800 nhân viên cứu hộ và nhiều máy móc tìm kiếm các nạn nhân bị kẹt bên dưới đất đá. Cảnh sát đã cấm đi lại trên một số tuyến đường trong huyện Mậu đến ngày thứ Bảy để tạo điều kiện cho lực lượng cấp cứu di chuyển. Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo lực lượng cứu hộ phải nỗ lực hết sức để giảm thiểu thương vong. Tính tới nay, đã có 5 thi thể được đưa ra. Báo chí địa phương đưa tin, một cặp vợ chồng và đứa con mới hơn một tháng tuổi đã may mắn thoát nạn. Theo CCTV, ông Kiều Đại Soái kể mình nghe thấy một âm thanh lớn và gió thổi vào nhà. Tôi chạy ra ngoài và thấy nước đang tràn tới. Một tảng đá rơi trúng phòng khách nhà tôi. Chúng tôi ôm con, bỏ từ từ ra ngoài. Cả ba sau đó được đưa tới bệnh viện và sức khỏe đã ổn định. Chúng tôi chỉ bị vài vết thương bên ngoài, nhưng tim tôi rất đau vì làng mình bị nhấn chìm, ông Kiều chia sẻ. Theo báo The New York Times, một số cư dân mắc kẹt đã dùng điện thoại di động cầu cứu. Ông Vương Vịnh Ba cho các đài truyền hình Trung Quốc hay. Một phụ nữ hét lên từ bên dưới, các binh sĩ nghe thấy và hỏi han bà ấy chỉ có thể dùng đá gõ thành tiếng để trả lời. Cảnh sát trưởng khu vực, ông Trần Thiết Bác, không loại trừ khả năng có du khách mất tích bởi ngôi làng cách không xa tuyến đường chính nối thành đô, thủ phủ Tứ Xuyên, với nhiều thắng cảnh như cổ trấn Tùng Phan và vườn quốc gia Cửu Trại Câu. Ngay trong làng cũng có nhiều nhà nghỉ. Hơn nữa, theo CCTV, nhiều sinh viên về nhà nghỉ hè nên nhiều khả năng số người trong làng vào lúc này xảy ra thảm họa đông hơn bình thường. Cảnh sát địa phương nghi ngờ lở đất là do mưa lớn nhiều ngày qua, trong khi khu vực này thiếu vắng cây cối. Tuy nhiên, nhiều người dân gần đó lại bảo mưa không quá lớn.
CCTV dẫn lời ông Điền Yên Sơn, quan chức của Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc, đánh giá nguyên nhân thảm họa khá phức tạp và có thể là sự kết hợp giữa mưa và nền đá thiếu ổn định. Với vụ lở đất này, chúng tôi cho là ngọn núi đã bị suy yếu kể từ sau khi trận động đất năm 2008. Từ đó, những trận mưa gần đây đã gây ra lở đất, ông Điền giải thích. Vùng núi Tứ Xuyên đã chứng kiến nhiều trận lở đất gây ra lũ lụt và động đất. Năm 1933, khoảng 6.800 người đã thiệt mạng do động đất và thêm 2.500 người bị chết do lở đất làm vỡ một đập nước. Kinh hoàng hơn cả là trận động đất mạnh 8 độ Richter ở huyện Văn Xuyên vào năm 2008 kể trên với hơn 87.000 người thiệt mạng. Huyện Mậu nằm ngay cạnh Văn Xuyên. Dự kiến mưa tiếp tục rơi những ngày tới gây khó khăn cho cứu hộ. Theo báo chí địa phương, làng Tân Ma vẫn mất điện, trong khi đó nhiều tỉnh khác của Trung Quốc như Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy cũng ban hành cảnh báo lở đất do lũ lụt nghiêm trọng. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy tổng cộng 58 thi thể tại hiện trường vụ lở đất ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc tính đến ngày thứ hai, trong lúc 25 nạn nhân vẫn còn mất tích. Cổng thông tin của chính quyền thành phố Thâm Quyến cho biết có 52 thi thể nằm trong danh sách 77 người được báo cáo mất tích đã được tìm thấy, còn lại 6 thi thể khác đang được xác định danh tính. Nhà chức trách thừa nhận rất khó để tính toán số nạn nhân mất tích cụ thể, do nhiều người dân sống và làm việc tại khu công nghiệp xảy ra lở đất là lao động nhập cư nghèo đến từ các tỉnh khác. Họ thường không đăng ký hoặc người thân ở quá xa chưa thể liên lạc. Vụ lở đất kinh hoàng xảy ra vào năm 2015 khi một núi chất thải bị mưa lớn tác động đổ ụp xuống chôn vùi 33 tòa nhà ở khu công nghiệp thuộc Tân Khu Quang Minh. Hơn 10.600 người và 2.200 máy móc hạng nặng đã tham gia cứu hộ, tổng cộng hơn 2 triệu mét khối đất được nạo vét để tìm kiếm người sống sót. Văn phòng công tố huyện Bảo An cho biết 11 người liên quan đến thảm họa trên đã chính thức bị cảnh sát bắt giữ, bao gồm cố vấn pháp lý của công ty phát triển đầu tư X Tương Long, doanh nghiệp quản lý bãi rác thải xây dựng gây ra vụ lở đất, phó tổng giám đốc công ty này và quan sát viên điều phối kho bãi tại hiện trường. Hôm đó, giám đốc văn phòng quản lý đô thị của Tân Khu Quang Minh Từ Nguyên An nhảy lầu tự tử. Theo hãng tin AP, văn phòng quản lý đô thị có liên quan tới quy định về hoạt động của doanh nghiệp và địa điểm xây dựng, nhưng không rõ ông Từ có đang bị điều tra về vụ lở đất hay không. Hồi tháng 6, vụ nổ hóa chất tại thành phố Cảng Thiên Tân, phía Bắc Trung Quốc giết chết gần 200 người, làm dấy lên câu hỏi về tiêu chuẩn an toàn công nghiệp tại quốc gia đông dân nhất thế giới này. Sau 60 giờ mắc kẹt trong đống đổ nát của vụ lở đất ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, một thanh niên vẫn sống sót và được cứu ra. Vụ lở đất trước đó trong khu công nghiệp Hằng Thái Dụ cũng khiến hơn 30 tòa nhà sụp đổ và hơn 70 người mất tích. Anh Thiên Trạch Dân được tìm thấy vẫn còn sống vào khoảng 3 giờ 30 phút theo giờ địa phương ngày thứ Năm. Bên dưới một tòa nhà đổ sụp và đang được điều trị y tế, thanh niên 19 tuổi này là công nhân nhập cư đến từ thành phố Trùng Khánh phía Tây Nam Trung Quốc. Khi được cứu ra, Thiên nói với nhân viên cứu hộ tên mình và cho hay còn một người khác bị chôn vùi cạnh anh. Tuy nhiên, người này đã thiệt mạng. Theo lời ông Đại Liêm, bác sĩ đã chui vào đống đổ nát kiểm tra. Thiên đã được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật. Trương Á Bân, một cảnh sát tham gia cứu hộ, kể rằng các nhân viên cứu hỏa đã phải chui vào một căn phòng hẹp và dùng tay nhặt các mảnh vỡ để đến chỗ Thiên. Trước đó, thi thể đầu tiên được tìm thấy hôm thứ Tư. Cùng ngày, lực lượng chức năng đã đột kích hai cơ sở của công ty phát triển đầu tư Nhất Hương Long, Thâm Quyến có trách nhiệm quản lý các bãi đổ rác gây ra vụ lở đất chết người vừa qua. Hồ sơ từ chính quyền cho thấy công ty không đủ điều kiện để thực hiện công việc tích trữ bùn đất từ các công trình xây dựng địa phương. Thảm họa xảy ra sau khi một ngọn đồi đắp chất thải xây dựng trong 2 năm qua sụp đổ vì mưa lớn. Hàng ngàn người đã tham gia vào công tác cứu hộ tìm kiếm. Khoảng 900 người đã được sơ tán khi đất đá và mảnh vỡ văng khắp khu vực này, dẫn đến vụ nổ đường ống dẫn khí đốt. Vụ sạt lở xảy ra trên một khu vực rộng lớn khoảng 380.000 m², tương đương với 50 sân bóng. Một số khu vực bị phủ bùn cao đến 10 m. Theo truyền thông địa phương, thảm họa từ bãi chứa có khoảng 1 triệu mét khối chất thải nói trên đã được cảnh báo từ 2 năm trước đó. Ông Jin Jimin, người dân địa phương nói, mưa lớn và núi lở là thảm họa tự nhiên, nhưng vụ này là thảm họa nhân tạo. Đây là thảm họa lớn thứ tư ở Trung Quốc trong năm nay. Trước đó là vụ dẫm đạp ở Thượng Hải đêm giao thừa, lật tàu trên sông Dương Tử và một loạt vụ nổ lớn ở kho bãi hóa chất Thiên Tân làm chết hơn 170 người. Thưa quý vị, có lượng mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc, nhiệt độ cao ở miền Trung, tuyết và mưa đá ở phía Đông Bắc, lễ hội thuyền rồng năm nay thực sự rất buồn. Sáng sớm ngày 17 tháng 8,
nhiều nơi ở tỉnh Quảng Đông cũng có mưa lớn. Mưa lớn trút xuống Quảng Châu, Trạm Giang, Mậu Danh, Trung Sơn và các nơi khác. Lượng mưa tích lũy ở thị trấn Tân Đường, quận Tân Thành đạt 151mm. Các video được đăng tải trên Internet cho thấy lốp của nhiều phương tiện gần như bị ngập hoàn toàn và người dân buộc phải cùng nhau đi bộ qua đường. Nếu bạn muốn mua một ngôi nhà ở Tân Đường, bạn không thể mua một chiếc thuyền. Nhiều người dân phàn nàn rằng hệ thống thoát nước địa phương kém và bị ngập lụt hàng năm do mưa lớn. Nhìn kìa, đường đã biến thành biển, ô tô sắp trôi. Nếu cứ mưa mãi thế này, tôi lo nó sẽ trở thành Trịnh Châu thứ hai. Tôi chết đuối bên lề đường và sau đó sắc mạc của tôi bị bắt đi. Một người dân ở một mảnh đất cao che mưa dưới mái hiên nửa đùa nửa thật nói. Theo dự báo thời tiết của đại lục, trong ngày hôm qua, mưa lớn xảy ra ở một số vùng Phúc Kiến, Quảng Đông và các nơi khác. Nhiệt độ cao xảy ra ở khu vực Trung Tâm và Tây Nam. Ngay từ vài ngày trước, nhiệt độ cao nhất ở Tứ Xuyên, Vân Nam và những nơi khác đã lên tới 43 độ C. Người dân huyện Kiều Gia, tỉnh Vân Nam trên trứng trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Vân Nam được biết đến là nơi đang sâu nhất Trung Quốc với khí hậu như mùa xuân quanh năm. Không ngờ, hè năm nay lại cháy hàng. Nhiệt độ cao suốt 10 ngày qua đều trên 40 độ, nhiệt độ bề mặt cao nhất đã vượt quá 75 độ C và chế độ nướng được bật. Thành phố đang sốt và người dân thì xông hơi gần như cả ngày. Vòi phun nước chữa cháy tại trung tâm Nhất Nguyệt Tử Côn Minh bất ngờ kích hoạt vòi phun nước và các y tá tại hiện trường vội vã bế em bé ra khỏi phòng. Cư dân mạng chế giễu, đi đường toàn người quen không thể tin được là thời tiết tháng 6, tháng 7 khô người đến như vậy. Tuy nhiên, tuyết và mưa đá lại rơi ở tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. Video trên mạng cho thấy tại huyện Cám Nam, tỉnh Hắc Long Giang, những hạt mưa đá màu trắng nhỏ như hạt vừng và to như quả bóng bàn và quả trứng rơi rất nhiều, dày chân, người qua đường lần lượt tránh đi, còn chưa kịp để lại vết chân trên mặt. Thiệt hại đối với ô tô, mùa màng và các tòa nhà rất khó ước tính. Và mới tháng trước, ở Tân Cương đã xảy ra một trận bão tuyết, tuyết rơi sẽ đạt hơn 6mm trong vòng 12 giờ. Hoặc đã đạt hơn 6mm và tuyết vẫn tiếp tục rơi, có thể ảnh hưởng đến giao thông vận tải hoặc nông nghiệp và chăn nuôi. Nó đặc biệt nghiêm trọng ở khu vực Diwalik, Yunnachang Whitestone ở quận Ngưu Châu. Lễ hội thuyền rồng truyền thống diễn ra vào thời điểm sau mùa của mùa xuân và mùa hè, khi thời tiết êm ả và dễ chịu. Bộ Tài nguyên nước thông báo ngày 18 tháng 8. Từ 8 giờ ngày 17 tháng 8 đến 8 giờ ngày 18 tháng 8, do ảnh hưởng của lượng mưa, nước thượng nguồn và tuyết tan ở nhiệt độ cao, 7 con sông ở Quảng Tây, Quảng Đông, Hắc Long Giang và các tỉnh Tân Cương trải qua trận lũ siêu cấp báo động. Tính đến 8 giờ sáng ngày 18 tháng 8, đoạn phúc điếm của dòng chính sông Liêu Hà ở Liêu Ninh và đoạn từ Đào Nam đến Hắc Đế Miêu ở hạ lưu sông Tower ở Cát Lâm vẫn ở trên mức cảnh báo và đoạn Đào Nam của hạ lưu sông Tower vẫn ở trên giới hạn an toàn. Theo ước tính, từ 8 giờ sáng ngày 18 tháng 8 đến 8 giờ sáng ngày 19 tháng 8, do ảnh hưởng của lượng mưa, dòng chính của sông Hoài Hà ở An Huy và các chi lưu của sông Cô Hê, khu vực mạng lưới sông dọc theo dòng chính của hạ lưu sông Dương Tử và hạ lưu sông Tiền Đường ở Chiết Giang có thể bị lũ lụt. Hiện tại, Bộ Tài nguyên nước duy trì ứng phó khẩn cấp cấp 4 đối với lũ lụt và hạn hán ở Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Quý Châu và Vân Nam. Thành phố Thượng Hải và các khu vực lân cận ven biển đã bị hủy bỏ toàn bộ các chuyến bay, trì hoãn hoặc đình chỉ các chuyến tàu điện ngầm và đóng cửa các doanh nghiệp khi bão số 4 đổ bộ vào. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV dẫn nguồn Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết cơn bão đổ bộ ở quận Huzhou, thành phố Chusan, một cảng lớn ở bờ biển phía đông tỉnh Chiết Giang. Vào lúc 12 giờ 30 phút theo giờ địa phương ngày 17 tháng 8, bão Talim xuất hiện khi miền Trung Trung Quốc vẫn đang quay cuồng với trận lũ kỷ lục, khiến ít nhất 63 người thiệt mạng, làm điện bị cắt và hơn 1 triệu người phải chuyển chỗ ở sau khi gây ngập lụt 6 km đường ở thành phố Chusan và làm gãy đổ khoảng 1.000 cây xanh ở Thượng Hải. Vào chiều ngày 17 tháng 8, bão số 4 sẽ đổ bộ lần 2 ở khu vực bờ biển giữa thành phố Gia Hưng của tỉnh Chiết Giang và thành phố Khải Đông của tỉnh Giang Tô vào tối cùng ngày. Trước đó, Cục Khí tượng cho biết cơn bão di chuyển với tốc độ 15 km/h. Tốc độ gió của bão số 1 là 38 m/s, tương đương với 137 km/h. Cơ quan quản lý khẩn cấp Chiết Giang đã nâng cấp khả năng ứng phó với bão lên mức cao nhất vào ngày 17 tháng 8, đóng cửa các trường học, khu chợ và tạm dừng giao thông đường bộ khi cần thiết. Cả Thượng Hải, nơi có dân số 26 triệu người, và Hàng Châu đều hủy bỏ tất cả các chuyến bay từ ngày 17 tháng 8 và nhiều dịch vụ xe lửa trong khu vực cũng bị tạm ngừng. Chính quyền Thượng Hải cho biết họ sẽ trì hoãn các chuyến tàu điện ngầm và đình chỉ một số tuyến từ buổi trưa, trong khi Hàng Châu cũng đã hủy bỏ tất cả các chuyến tàu điện ngầm. Tuần trước, lũ lụt ở thành phố Trịnh Châu đã khiến 8 người thiệt mạng.
Tân Hoa Xã đưa tin cơn bão sẽ nán lại miền Đông Trung Quốc sau khi đổ bộ lần thứ hai và mang theo các trận mưa bão lớn đến các tỉnh Chiết Giang, Giang Tô, An Huy và thành phố Thượng Hải. Thưa quý vị, Trùng Khánh, thành phố với dân số 31 triệu người và các khu vực lân cận đã trải qua những trận mưa xối xả liên tục trong những ngày gần đây, gây ra nhiều thảm họa nghiêm trọng. Agency France Presse đưa tin từ Bắc Kinh vào ngày 17 tháng 8 rằng, từ đoạn video do phương tiện truyền thông địa phương chiếu, có thể thấy một lượng lớn nước bùn tràn vào làm ngập một số khu dân cư, một số ô tô bị lũ lật và một cây cầu đường sắt bị gãy một phần. China News Agency, một hãng thông tấn bán chính thức của Trung Quốc đã đưa tin rằng mưa lớn đã tấn công Lương Bình ở Trùng Khánh từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8, khiến 36 thị trấn và làng mạc bị ảnh hưởng. Các khu vực khác cũng đang phải đối mặt với mưa xối xả và lũ lụt ở các mức độ khác nhau. Tại tỉnh Tứ Xuyên, hơn 460.000 người bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Hàng chục nghìn người ở Hồ Nam cũng được di rời khẩn cấp do lũ lụt. Theo Tân Hoa Xã, phía Tây Hồ Nam có mưa lớn, lượng mưa cao nhất kể từ năm 1980. Chính quyền địa phương thông báo rằng 1.900 ngôi nhà bị hư hại, Thiểm Tây nằm ở phía Tây Bắc, gần đây cũng hứng chịu mưa lớn và lũ lụt. Kể từ tuần qua, mưa bão đã xảy ra trên diện rộng ở nhiều khu vực, hơn 80 con đường ở khu vực Khán Trung bị hư hỏng và gián đoạn. Agency France-Presse trích dẫn các báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương nói rằng, mức độ nghiêm trọng của thảm họa là chưa từng có trong 50 năm qua, đồng thời nhiều nơi ở miền Bắc Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiệt độ cao và các đợt nắng nóng. Vào cuối tháng 6, đầu tháng 7, nhiệt độ ở thủ đô Bắc Kinh và các khu vực lân cận lên tới 41 độ C, cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận khí tượng vào năm 1961. Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc gần đây tổ chức một cuộc họp của các chuyên gia có liên quan và kết luận rằng có nhiều hiện tượng thời tiết và khí hậu cực đoan ở Trung Quốc vào giữa mùa hè năm nay, với lượng mưa lớn định kỳ, mưa xối xả và lũ lụt, nhiệt độ cao và các đợt nắng nóng cùng các thảm họa nghiêm trọng khác. Các chuyên gia dự báo trong tháng 7, nhiệt độ ở hầu hết các khu vực sẽ cao gần bằng với cùng kỳ năm trước, xuất hiện nhiều đợt thời tiết nắng nóng cao. Lượng mưa ở một số khu vực cũng có thể cao hơn các năm trước. Tứ Xuyên là một trong 4 tỉnh lớn nhất sản xuất ga thiên nhiên của Trung Quốc, chiếm 14% tổng sản lượng cả nước. Tập đoàn Sinopec, công ty lọc dầu lớn nhất châu Á, cho biết các mỏ ga lớn của họ không bị ảnh hưởng bởi trận động đất này. Trận động đất đã diễn ra vào lúc 8 giờ 02 phút sáng ngày 18 tháng 8 theo giờ địa phương tại Lô Sơn, thành phố Nha An, tỉnh Tứ Xuyên, với tâm chấn nằm ở độ sâu 13 km. Đây là trận động đất tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong vòng 3 năm qua. Ước tính 140.000 người cần nơi trú ngụ sau khi nhà cửa của họ bị đổ nát bởi trận động đất. Nhân dân Nhật báo cho biết có hơn 260 cơn dư chấn xảy ra tại các vùng xung quanh thành phố Nha An. Cơn mạnh nhất đạt tới 5,1 độ Richter. Nha An có 1,5 triệu dân và được coi là một trong những nơi khai sinh ra văn hóa trà Trung Hoa. Đây cũng là quê hương của gấu trúc. Người phát ngôn của công viên thiên nhiên ở Nha An cho biết, ở đây cũng có những trận rung lắc nhưng khu vực chúng tôi vẫn an toàn. Hơn 100 gấu trúc cũng an toàn. Người dân thủ phủ Thành Đô, nơi cách tâm chấn 110 km về hướng đông, hay người dân tại thành phố Trùng Khánh, nơi cách tâm chấn vài trăm cây số cũng cảm nhận được các trận dư chấn này. Cơn địa chấn này tuy không kinh hoàng như trận động đất Tứ Xuyên năm 2008 khiến 87.000 người thiệt mạng và mất tích, nhưng cũng để lại thiệt hại không nhỏ. Theo Tân Hoa Xã, cơn địa chấn đã phá hủy hơn 10.000 căn nhà tại thành phố Nha An. Những ngôi làng gần tâm chấn, phần lớn đều là nhà thấp và cũ kỹ đều bị sụp đổ. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là thị trấn Long Môn và Thanh Nhân. Các ngôi nhà cũ ở làng Cố Thành với 3.000 hộ dân đã bị sụp đổ hoàn toàn, hơn 95% nhà trong làng hiện không thể ở được nữa. Các cơ quan nhà nước đã phát động cứu trợ khẩn cấp. Hơn 10.000 bộ đội, cảnh sát đã tới được nơi bị thảm họa động đất bằng nhiều phương tiện gồm trực thăng, xe tải và cả đi bộ. Một xe quân đội chở 17 người lính tới nơi cứu nạn bị lao xuống vách đá ngay trưa nay, khiến một người chết và hai người bị thương nặng. Hội chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế IFRC đang thảo luận với Hiệp hội chữ thập đỏ Trung Quốc về việc liệu nước này có cần hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong công tác khắc phục hậu quả trận động đất hay không. Số người thiệt mạng vì trận động đất ở Tứ Xuyên có thể tiếp tục tăng từng giờ trong khi các đội cứu hộ vẫn nỗ lực và hy vọng tìm được người sống sót. Kênh truyền hình CCTV của Trung Quốc cho biết vụ động đất mạnh 6,9 độ Richter ở Tứ Xuyên đã làm 72 người chết và 600 người bị thương. Trước đó, hãng tin AP dẫn lời một quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết vụ động đất làm 32 người chết và 600 người bị thương. Còn theo xác nhận của Reuters, có ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ động đất kể trên. Các nguồn tin quân sự cho biết hơn 2.000 binh lính đã tức tốc tới khu vực ảnh hưởng để tiến hành giải cứu và trợ giúp. Trong khi đó, cơ quan địa chấn học tỉnh Tứ Xuyên cho biết đã có ít nhất 37 người thiệt mạng và khoảng 400 người bị thương trong trận động đất.
Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã yêu cầu áp dụng mọi biện pháp để có thể cứu các nạn nhân trận động đất, giảm thiểu thương vong. Hai máy bay trực thăng cũng được điều đến để theo dõi tình hình. Các đội cứu thương cũng nhanh chóng được thành lập để đến khu vực bị động đất. Ủy ban tỉnh đã ban bố tình trạng khẩn cấp cấp 1. Tiếp theo trận động đất 7 độ Richter ở Tứ Xuyên xảy ra một loạt dư chấn, trong đó có một dư chấn mạnh 5,1 độ Richter ở các tỉnh láng giềng Quý Châu, Cam Túc, Thiểm Tây, Vân Nam cũng cảm nhận được trận động đất này. Tứ Xuyên là nơi thường xảy ra các trận động đất và dư chấn và chính là nơi hứng chịu một trong những trận động đất khủng khiếp nhất ở quốc gia này vào năm 2008, làm 87.000 người chết hoặc mất tích. Thưa quý vị, hai kiểu thời tiết trái ngược đang diễn ra ở hai đầu đất nước Trung Quốc, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Hôm thứ Hai, Trung Quốc cho biết nước này đã ghi nhận mức nhiệt 52,2 độ C ở vùng Tây Bắc. Đây là mức nhiệt giữa tháng 7 cao nhất trong lịch sử khí tượng Trung Quốc, theo hãng tin AFP. Tối cùng ngày, giới chức Trung Quốc xác nhận bão Talim đã đổ bộ vào khu vực ven biển phía nam nước này với sức gió lớn. Diễn biến thời tiết trái ngược ở hai đầu đất nước Trung Quốc đang cho thấy tác động lớn của biến đổi khí hậu. Ngoài ra, các chuyên gia còn cho rằng sự khởi đầu của hiện tượng El Nino cũng góp phần vào tình trạng thời tiết bất ổn này. Cục khí tượng Trung Quốc cho biết mức nhiệt kỷ lục hôm thứ Hai đầu tuần được ghi nhận ở làng Tam Bảo, thành phố Thổ Lỗ Phồn, khu vực Tân Cương đã ghi nhận mức nhiệt cao nhất 52,2 độ C lúc 19 giờ ngày Chủ nhật. Mức nhiệt này phá vỡ kỷ lục nhiệt độ cùng kỳ các năm trước. Theo Cục khí tượng Trung Quốc, kỷ lục nhiệt độ trước đó là 50,6 độ C được thiết lập vào tháng 7 năm 2017. Theo hãng tin Reuters, nhiệt độ cao kéo dài ở Trung Quốc gây lo ngại về khả năng lặp lại một đợt hạn hán năm 2022. Đó là đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 60 năm qua ở Trung Quốc, kéo dài 70 ngày, ảnh hưởng đến hơn 900 triệu người ở 17 tỉnh. Trước khi mức nhiệt kỷ lục này được ghi nhận, nhiều nơi ở Trung Quốc đã phải đối mặt với nắng nóng rát da. Nhà chức trách Trung Quốc cho biết nắng nóng đã đến sớm hơn, lan rộng và khắc nghiệt hơn so với những năm trước. Cụ thể, thủ đô Bắc Kinh đã ghi nhận mức nhiệt tháng 6 cao nhất từ trước đến nay, đạt 41,1 độ C vào ngày 22 tháng 6. Trước đó, Bắc Kinh cũng ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C. Theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, tổng cộng 214 trạm thời tiết cấp quốc gia đã ghi nhận nhiệt độ nóng kỷ lục trong tháng 6. Các nhà khí tượng học cảnh báo các đợt nắng nóng dự kiến tiếp tục vào tháng 8. Theo đó, nhiệt độ ở Bắc Kinh và một phần của các tỉnh Hà Bắc, Sơn Tây, Thiểm Tây, Vân Nam được dự báo cao hơn 1 hoặc 2 độ so với mức trung bình. Trong khi đó, ở phía nam Trung Quốc, Talim là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào nước này trong năm nay. Theo cơ quan thời tiết tỉnh Quảng Đông, bão đổ bộ vào thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông lúc 22 giờ 20 phút ngày thứ Hai với sức gió gần tâm bão đạt tốc độ tối đa 136,8 km/h. Đến sáng thứ Ba, bão Talim đổ bộ lần hai vào Trung Quốc tại khu vực ven biển của khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Tốc độ gió tối đa ở vùng gần tâm bão lên đến 90 km/h. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Trung Quốc trước đó đã kêu gọi chính quyền hai tỉnh Quảng Đông và Hải Nam sẵn sàng ứng phó với bão Talim. Nhà chức trách cũng đưa ra cảnh báo lũ lụt, hủy các chuyến bay, tàu và yêu cầu người dân ở nhà. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, gần 230.000 người dân ở tỉnh Quảng Đông đã được sơ tán đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương đã ra lệnh đóng cửa 68 điểm du lịch ven biển và ra lệnh sơ tán 8.262 công nhân nuôi cá vào bờ. Nhà chức trách cũng đã điều 5 máy bay trực thăng, 46 tàu cứu hộ và 8 đội cứu hộ khẩn cấp để sẵn sàng ứng phó với bão. Trước khi bão Talim đổ bộ vào Trung Quốc, khu vực miền nam nước này cũng chứng kiến lượng mưa lớn bất thường. Theo Tân Hoa Xã cho biết, hơn 2.600 cư dân đã được sơ tán khi mưa lớn gây ngập lụt đường phố và nhà cửa ở thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc. Mưa lớn trước đó cũng ảnh hưởng đến tỉnh Tứ Xuyên. Hơn 85.000 cư dân tại đây đã phải di rời. Mưa kéo dài gây lũ lụt ảnh hưởng tới cuộc sống của 30 triệu dân trên khắp Trung Quốc, khiến 140 người thiệt mạng hoặc mất tích. 4 thành phố dọc sông Dương Tử hai ngày qua nâng cảnh báo lũ lên cấp cao nhất sau khi mưa lớn gây sạt lở đất, làm ngập các con đường và đất canh tác. Báo động đỏ được ban hành ở các khu vực Hàm Ninh và Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc và Nam Xương và Thượng Nhiêu thuộc tỉnh lân cận Giang Tây cho thấy Trung Quốc dễ bị tổn thương thế nào trước các hình thái khắc nghiệt của thời tiết với nguyên nhân xuất phát từ biến đổi khí hậu và các rủi ro việc phát triển quá mức khu vực bãi sông. Theo thống kê tỉnh Hồ Bắc, 16 người chết và 5 người mất tích do thảm họa, hơn 9 triệu người bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Trong số các nạn nhân có 9 người bị chôn vùi trong vụ lở đất do mưa lớn ở Hoàng Cương. Ở phía đông tỉnh An Huy, chính quyền địa phương phát đi cảnh báo lũ cấp 2 để phòng chống lũ lụt từ đầu tuần. Tính tới hết thứ Tư, tỉnh này báo cáo 4 người chết và hơn 1,6 triệu người bị ảnh hưởng do mưa lũ. Tỉnh Chiết Giang phía đông Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt lên mức cao nhất dọc theo sông Tiền Đường vào hôm thứ Hai.
Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV hôm 18 tháng 8 đưa tin 140 người chết hoặc mất tích do mưa lũ, trong khi thiệt hại kinh tế ước tính trên 60 tỷ nhân dân tệ, khoảng 8,6 tỷ đô la Mỹ. Khoảng 1,7 triệu người ở 27 tỉnh khu tự trị của Trung Quốc phải di rời vì lũ lụt. Hơn 250.000 ngôi nhà bị phá hủy, khoảng 2,6 triệu hecta hoa màu bị ảnh hưởng trong mùa lũ năm nay. Hơn 430.000 người tham gia vào công tác giải cứu và 12.811 người được cứu thoát. Trung Quốc khẳng định điều kiện thời tiết bất thường bao gồm không khí ẩm từ Biển Đông và Ấn Độ Dương là nguyên nhân gây ra lũ kéo dài. Nhưng đồng thời thừa nhận những thay đổi lâu dài về mô hình khí hậu khiến nước này dễ bị tổn thương. Lũ lụt tại miền Nam Trung Quốc phù hợp với sự gia tăng của các hình thái thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu. Tại nhiều vùng của Trung Quốc, chúng ta đã chứng kiến những thay đổi lớn về lượng mưa trong những thập kỷ gần đây và hậu quả là lũ lụt. Lưu Tuấn Diên, thành viên nhóm hoạt động vì môi trường hòa bình xanh cho hay, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc hôm kia, mưa lớn sẽ tiếp tục những ngày tới trên khắp Trung Quốc. Thưa quý vị, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hối thúc các địa phương đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai do lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam, ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn người. Thủ tướng Lý Khắc Cường đã chủ trì họp thường trực chính phủ hôm 18 tháng 8, yêu cầu tiếp tục triển khai công tác phòng chống lũ lụt, đảm bảo tài sản và tính mạng của người dân. Tân Hoa Xã dẫn thông tin tại cuộc họp cho biết mùa lũ năm nay, hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ xuất hiện nhiều hơn ở Trung Quốc. Do đó, ông Lý Khắc Cường đề nghị hoàn thiện cơ chế phối hợp cảnh báo sớm và ứng phó khẩn cấp, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Song song đó, các địa phương tăng cường chuẩn bị lực lượng và vật tư để phòng chống lũ lụt ở khu vực miền Bắc sau khi mưa lớn đang có dấu hiệu chuyển dần từ phía Nam lên phía Bắc. Lũ lụt kỷ lục dự kiến xảy ra ở các khu vực phía Nam Trung Quốc trong ngày 19 tháng 8, khi mưa lớn đẩy mực nước ở đồng bằng sông Châu Giang lên mức cao nhất trong gần một thế kỷ. Lượng mưa lớn liên tục đổ xuống khu vực miền Nam Trung Quốc. Do ảnh hưởng của mưa, lưu lượng dòng chảy tại trạm Thạch Giác trên sông Bắc Giang thuộc tỉnh Quảng Đông đã đạt 18.500 m3 trên giây, mức đo được cao nhất từ trước đến nay. China News ngày 19 tháng 8 đưa tin hơn 400.000 người ở thành phố Anh Đức, tỉnh Quảng Đông bị ảnh hưởng, hơn 1.000 người bị mắc kẹt và 30.000 người đã được sơ tán, theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV. Kể từ chiều ngày 18 tháng 8, mưa lũ bắt đầu, địa phương này thiếu nước sinh hoạt, bị mất điện, thông tin liên lạc bị gián đoạn. Thành phố Thiểu Quan là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, khiến các quan chức tỉnh Quảng Đông phải nâng cảnh báo lũ lụt lên mức cao nhất. Biểu đồ lượng mưa ở thành phố này đã lập mức kỷ lục vào ngày 18 tháng 8. Một thành phố khác ở Quảng Đông là Thanh Viễn cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Tại tỉnh Giang Tây ở phía Đông Nam, chính quyền đã đưa ra cảnh báo lũ lụt sau khi có 485.000 người ở 9 huyện bị ảnh hưởng. Tân Hoa Xã cho biết khu vực này chịu thiệt hại về kinh tế 70,2 triệu đô la Mỹ với 43.300 ha cây trồng bị phá hủy. Đầu tuần này, chính quyền tỉnh Quảng Đông cho biết tỉnh này hứng chịu thiệt hại ước tính khoảng 1,7 tỷ nhân dân tệ, khoảng 254 triệu đô la Mỹ. Các quan chức địa phương cảnh báo tình hình có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những ngày tới và mực nước ở lưu vực sông Châu Giang sẽ tiếp tục dâng cao. Trên khắp miền Nam Trung Quốc, nước trên nhiều con sông đạt đỉnh. Tính đến 12 giờ ngày 19 tháng 8, Trung Quốc vẫn còn 99 con sông có mực nước lũ vượt mức báo động, trong đó tập trung chủ yếu tại lưu vực sông Châu Giang ở địa phận các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến, với mực nước vượt ngưỡng cao nhất lên tới 10 mét. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết lượng mưa trung bình ở các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và Quảng Tây từ đầu tháng 6 đến giữa tháng 7 đạt 721mm, mức cao nhất kể từ năm 1961. Trái lại, nhiều địa phương miền Bắc và miền Trung Trung Quốc đang hứng chịu một đợt nắng nóng kéo dài. Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc ngày 18 tháng 8 tiếp tục phát đi cảnh báo nhiệt độ cao màu vàng, cấp thứ 2 trong 4 cấp. Đây cũng là ngày thứ 9 liên tiếp cơ quan này đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao khi nhiều nơi vượt 40 độ C. Tuy nhiên, theo dự báo, mưa cũng sẽ xảy ra ở khu vực này. Trong khi đó, hàng nghìn người dân đang được sơ tán khỏi một số tòa nhà chung cư cao tầng ở thành phố Thiên Tân phía Bắc Trung Quốc trong những ngày gần đây, sau khi những vết nứt lớn liên tục xuất hiện trên đường phố. Global Times dẫn lời các chuyên gia địa chất Trung Quốc cho biết, vụ sụt lún gần đây xảy ra ở thành phố Thiên Tân khiến hơn 3.000 cư dân sơ tán khẩn cấp, được xác định là một thảm họa địa chất bất ngờ có khả năng do các hốc ngầm dưới độ sâu 1.300m gây ra. Trước đó, vào ngày thứ Tư, nhiều vết nứt rộng bất ngờ xuất hiện trên những con đường gần một khu dân cư ở quận Kim Nam của Thiên Tân. Một số bãi đỗ xe ngầm cũng xảy ra hiện tượng nứt tường thấm nước. Cư dân gần đó đã được di rời ngay lập tức trong đêm để đảm bảo an toàn.
Tính đến ngày 19 tháng 8, tổng cộng 3.899 cư dân từ ít nhất 3 tòa nhà cao 25 tầng đã được sơ tán đến các khách sạn gần đó. Global Times dẫn lời chính quyền quận Thiên Nam cho biết, chính quyền Thiên Tân đã mời hơn 20 chuyên gia từ các bộ, ngành trung ương cũng như hơn 10 đội khảo sát chuyên nghiệp từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Hà Bắc đến khảo sát, lập bản đồ địa chất, giám sát và thẩm định nhà ở tại khu vực bị ảnh hưởng. Giới chức địa phương hiện đánh giá vụ việc là thảm họa địa chất bất ngờ sau khi tham khảo ý kiến sơ bộ từ các chuyên gia, cho biết thêm rằng họ không loại trừ việc khoan các giếng địa nhiệt đã dẫn đến xói mòn đất và sụt lún dẫn tới tình trạng trên. Tình huống này rất hiếm xảy ra, một chuyên gia nhận định. Với thông tin rằng các tòa nhà cao tầng đối diện những đoạn đường có vết nứt đang chịu ảnh hưởng ở những mức độ khác nhau. Cũng theo các chuyên gia, từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8, tình trạng sụt lún mặt đất diễn ra nhanh chóng bằng cách thực hiện một loạt các biện pháp chắt vữa, tình trạng sụt lún của mặt đất và các tòa nhà đã chậm lại đáng kể. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường giám sát mặt đất và các tòa nhà để ngăn ngừa các thảm họa thứ cấp, đồng thời tiến hành điều tra và đánh giá sâu hơn về cấu trúc địa chất sâu của các tầng. Thưa quý vị, chính quyền Quảng Đông Trung Quốc đã nâng cảnh báo lũ lên mức cao nhất, yêu cầu những khu vực rủi ro đóng cửa trường học, cơ sở kinh doanh và dừng các dịch vụ giao thông nhằm đảm bảo tính mạng cho người dân. Quảng Đông cùng các tỉnh lân cận ở phía Nam, gồm Phúc Kiến và Quảng Tây, những tháng qua hứng chịu mưa lũ kỷ lục buộc hàng triệu người sơ tán. Từ chiều ngày 17 tháng 8 đến rạng sáng ngày 18 tháng 8, mưa lớn cũng đã trút xuống một loạt khu vực từ tỉnh Cát Lâm đến tỉnh Giang Tô và tỉnh Vân Nam. Một số địa điểm ghi nhận lượng mưa lên đến 150mm, theo Reuters. Lũ lụt vốn không phải là chuyện bất thường vào mùa hè, song tần suất và mức độ nghiêm trọng của chúng đang có xu hướng gia tăng khi trái đất nóng lên. Không khí ấm hơn có thể giữ nhiều hơi nước hơn trước khi mây trút nước, nghĩa là nước mưa sẽ được trút xuống ồ ạt hơn. Chuyên gia Wang Weilu của Viện Khí tượng Nhiệt đới Trung Quốc giải thích, đồng thời khẳng định đây có thể là nguyên nhân khiến mưa lũ ngày càng tồi tệ ở Trung Quốc, nơi nhiệt độ trung bình đã tăng thêm ít nhất 0,5 độ C kể từ năm 1976. Bình luận trên được đưa ra một ngày sau khi Trung Quốc triển khai binh sĩ hỗ trợ công tác cứu hộ, vận chuyển lương thực và nước uống cho hàng triệu cư dân bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ thảm khốc khiến ít nhất 69 người thiệt mạng từ tuần rồi. Trong khi đó, có ít nhất 950 người đã thiệt mạng và hơn 600 người bị thương. Tính đến tối ngày 18 tháng 8, vì trận động đất 6,1 độ Richter xảy ra vào rạng sáng cùng ngày ở tỉnh Thanh Hải, cách thành phố Tây Ninh khoảng 46 km về phía nam. Trận động đất này đã làm rung chuyển thành phố Tây Ninh và các tỉnh lân cận như Lan Châu, tỉnh Cam Túc. Thưa quý vị, giới chức thành phố Trùng Khánh cho biết, mưa lũ kéo dài đã khiến một cây cầu đường sắt tại địa phương bị sập một phần vào sáng thứ Tư. Hãng tin Reuters dẫn thông báo từ giới chức thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc cho biết, sáng thứ Tư, cầu đường sắt Tứ Bộ Hà một lần nữa đã bị sập hoàn toàn do ảnh hưởng của nước lũ dâng cao trong vài ngày qua. Tàu hỏa qua cầu đã tạm ngừng hoạt động. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, trong những ngày qua, thành phố Trùng Khánh đã ghi nhận lượng mưa lớn nhất kể từ đầu mùa mưa năm nay. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết, trong thời gian từ 8 giờ ngày thứ Tư đến 8 giờ ngày thứ Sáu, quận Du Trung, thành phố Trùng Khánh đã ghi nhận lượng mưa 299mm. Một số đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhà cửa đổ sập, thuyền cứu hộ sơ tán người dân giữa mưa lớn tại thành phố Trùng Khánh. Từ tháng trước, nhiều khu vực tại Trung Quốc đã xảy ra mưa lớn kéo dài, lũ quét, lở đất khiến giới chức quốc gia này phải thường xuyên cảnh báo, khuyến nghị người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn. Theo truyền thông địa phương tỉnh Hà Nam Trung Quốc, nước lũ đã cuốn trôi một chiếc ô tô chở 5 người tại cây cầu ở quận Nam Ngạn trên địa bàn tỉnh vào đêm qua. Một người có mặt trên ô tô đã được giải cứu. Một số cơ quan khí tượng tại Trung Quốc đã cảnh báo nguy cơ mưa lớn, thời tiết cực đoan dẫn tới thảm họa tự nhiên tại các tỉnh Hà Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam, Thiểm Tây. Trong khoảng thời gian từ 20 giờ ngày 18 tháng 8 đến 20 giờ ngày 19 tháng 8, người dân tại các khu vực này đã được khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn, đặc biệt tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao. Năm nay, mùa mưa tại Trung Quốc kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9,